Hiện bây giờ là 2223, có 26. Có tiền nếu mà tự xa gần nước. Nếu nhanh thì 26 đúng không? Dạ. Rồi. Sợ không có tiền thôi tại rồi. Nói chung không, mình cũng gắn cho bữa nay mình đến đây hiệu Phật giờ cũng độ cho mình càng sớm càng tốt hết thôi sư. Rồi mình cũng chúc cho sư vui khỏe, vui vẻ, sức khỏe tràn đầy nha. Dạ, xin mến chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Tà Đớt của xã Lộc Hòa, huyện Vĩnh Châu để chia sẻ về hình ảnh bốn chùa đang xây dựng chính điện như thế nào. Thì mời quý chú chị cùng theo dõi. Thì trong thời gian qua thì sư có đi đổi tiền để quyên góp xây dựng chính điện của chú anh chị. Thì hôm nay Thành có dịp thì đến đây để chia sẻ cho chú anh chị cùng xem nha. Thì ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, trong đây và có nhiều điều trong cuộc sống. Và gia đồng hành cùng Thành để tham quan một vòng ở ngôi chùa Tà Đớt. Ngôi chùa nói cũng thể là hơi nghèo. Bây giờ đang xây chính điện thì giờ có mạnh quân đóng góp cho cô chú anh chị. Đến chùa Tà Đớt của xã Lộc Hòa, huyện Vĩnh Châu để chia sẻ về hình ảnh bốn chùa đang xây dựng cái chánh điện trong những năm qua như thế nào. Thì hôm nay mình đến đây thì theo thông tin của bọn nhà chùa cho biết là xây cái khu này là được khoảng qua 3 năm của chú anh chị. Thì ở khu vực này mình thấy cổng này được sơn phết cũng rất là đẹp rồi. Và cổng sau nha. Chút xíu Thành sẽ đi ra cổng trước cho cô chú anh chị cùng xem. Thì mình cũng rất là vui được gặp cô chú anh chị đã trở lại với kênh của mình ngày hôm nay để xem mình chia sẻ về hình ảnh ngôi chùa Tà Đớt, và ngôi chùa có thể nói là nghèo ở trong các chùa trên địa bàn. Thì hôm nay mình đến đây để chia sẻ cùng cho cô chú anh chị cùng xem. Đây, bây giờ từ từ mình sẽ đi vào bên trong cho cô chú anh chị xem nha. Chút xíu Thành sẽ đi về cái cổng chính. Cổng chính thì mình đi đường bên kia cô chú anh chị, đường nhựa đi vào. Ở này thì mình đi chạy cả cái hướng này là cái hướng của cái cầu Dòng Vú đi vô, thì mình đi đường tắt cho nó lẹ đó. Bây giờ Thanh sẽ đi dọc cho cô chú anh chị cùng xem nha. Thì ở ngôi chùa này thì nó nằm cũng cạnh biển của cô chú anh chị. Thì ở đây là những cái nhà máy điện gió nè. Đây là những cái tu bin nó nằm kề sát cái này luôn. Đây thì Thanh cũng chia sẻ cho cô chú anh chị cùng xem ha. Đây thì những cái tu bin điện gió thì người ta đang trong quá trình lắp đặt đó. Thì mình cũng đi dọc một vòng để cho cô chú anh chị nhìn thấy cái cảnh tu bin luôn ha. Đây bự bự không à, đây là sát sát bên luôn cô chú anh chị này. Rồi giờ mình sẽ đi về cái cổng chính của ngôi chùa Tà Đớt của huyện Vĩnh Châu ngày hôm nay. Thì trong những năm qua thì sư cũng có đi quyên góp một số tiền của mạnh thường quân và các nhà hảo tâm để xây dựng cái ngôi chính điện này hiện nay. Bây giờ cũng được là trong quá trình của ngôi chùa đã xây dựng cũng khá là ổn, đạt cũng khoảng là 60% của chú anh chị. Thì ngôi chùa này cũng rất là nghèo nha, có thể nói là nghèo á. Đây mình sẽ chia sẻ cho chú anh chị thấy. Thì đây là ngôi chùa Tà Đớt của huyện Vĩnh Châu nè. Thì cái đây là cái cổng chính nè, hồi nãy này. Cái cổng phía sau đó là cổng phụ nãy mình đi vào con đường đó nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho chú chị xem ha. Thì ở trước mình thấy có hai ông chàng đứng giữ cửa tại cái cổng chính của ngôi chùa. Mình thấy bà con mình cũng hiện bây giờ cũng đến đây để dâng hương lễ Phật ở vào ngày những ngày này nữa cô chú anh chị. Thì ngôi chùa này có chùa cũng thể là tâm linh nha. Thì hôm nay mình đến đây cùng chia sẻ cho cô chú anh chị cùng thấy. Thì ở cái cổng chính thì người ta xây ba cái tháp nè. Thì cái bên trong mình thấy ở trên cái chánh điện thì cũng sơn phết được, cũng ba cái ngọn tháp cao đứng lên đó cô chú anh chị, sừng sững luôn. À, cô chú anh chị thấy nè, ngôi chùa Tà Đớt nè. Bây giờ Thành sẽ đi từ từ vào bên trong để gửi cho cô chú anh chị xem về cái ngôi chùa này. Đây. Bây giờ mình đi vào bên trong cô chú anh chị. Đây thì ở trên nóc thì cũng được sơn phết màu trắng rồi cô chú anh chị, một cái lớp la lót ở bên trên. Nhưng mà nóc thì chưa có nha. Bây giờ
thì trong mõm chùa người ta đang, mình thấy đang đổ những cái miếng xi măng nhỏ nhỏ đó của chú anh chị, chắc có thể là đắp ở trên cái mái ngói mái nhà đó đó, mày nhìn thấy là có thả ngang cây ngang rồi đó. Bây giờ Thành sẽ đi vào từ từ để chị cô trẻ cho chú anh chị xem nha. Đây là toàn cái cảnh của cái chánh điện trong chùa Tà Đớt. Đây bây giờ mình cũng đi dọc ở hướng cửa chính đi ha cô chú anh chị. Thôi mình đi học bên đây đi, tại vì bà các thợ đang làm ở khu vực này. Mình sẽ đi dọc ở này cho cô chú anh chị xem nha. Đây thì thợ người ta giờ này cũng buổi chiều rồi, ta sẽ nghỉ rồi mới tiếp tục công việc mới. Đây là hình ảnh ngôi chùa Tà Đớt nha, cái gạch chế sơn. Đây ở bên trong thì mình thấy chùa nó cũng nâng lên cái nền rồi, và người ta sẽ đang đổ những cái món mấy cái gạch này, mấy cái hoa văn họa tiết này của chú anh chị. Đây người ta đổ cái hoa văn họa tiết để chuẩn bị gáp vào cái khung những xung quanh bổng chùa nè. Đó, cô chú anh chị thấy là những cây cột thì cũng được chạm khắc rất là tinh tế nha. Còn ở bên đây là chính điện thì có thờ tượng Phật ở trong này. Và bên đó cũng có để cái cây bồ đề bằng xi măng luôn. Thợ người ta trang trí. Đây, bà con mình lại cũng tham quan trong quá trình xây dựng luôn. Đây, bây giờ mình từ từ mình sẽ đi gỡ cho các chú anh chị xem ha. Đây là hình ảnh bên ngoài của ngôi chùa này các chú anh chị. Thì xung quanh đây là điện gió và những du tôm của bà con mình. Còn ở đây là chánh điện. Thì ở đây có 4 lối đường lên luôn nha. Chùa Khmer thì thường là có 4 lối lên. Ở đây xung quanh mình thấy có chạm chỗ về những cây bồ đề rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ từ vào bên trong cho các chú anh chị xem nha. Thì hiện bây giờ người ta đang lót cái gạch ở trên là phần lầu của các chú anh chị. Bây giờ Thành sẽ đi vào bên trong cho các chú anh chị xem nha. Đây thì phía sau này, chỗ này thì khi đang xây dựng thì chỗ Phật thì người ta dời ra ngoài này tạm nha, để xây chính điện xong thì ta sẽ di dời dễ vào cho chú anh chị. Mình sẽ đi đến đây cô chú anh chị xem nha. Đây ngày nay đã qua chùa Tà Đớt. Chùa này nằm trong xã Lộc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Còn bên đây là bên nơi làm để mấy Phật tử từ xa gần lại ta tươi bóng nước á. Rồi bên chỗ này là bên chỗ sư dùng cơm. Tại nhà chùa cũng thiếu thốn. Nơi mới bây giờ tạm thời thì phải buổi trưa phải dùng ở đây. Rồi bây giờ chánh điện xây bao nhiêu năm rồi hả thầy? Xây chánh điện là trên 3 năm. 3 năm. 3 năm là cái tiền đó mình quyên góp từ Phật tử sao hay sao thầy? Nói chung nếu mà Phật tử bên chùa mình ở đây rất là nghèo. Nằm trong thị xã Vĩnh Châu là chùa Tà Đớt là nghèo nhất. Tại bên Phật tử thì cũng được hơn 100 hộ nhưng mà ở xa chùa nữa. Còn bên kế bên là toàn là người Kinh với người Hoa thôi. Rồi cái sự tốt lành, cái sự nhìn nhận của ông sư cả, thấy vậy ông cũng cho ông cái tiền ta lại gãi bón, thì ông cũng có một phần gì rồi cất chánh điện này lên. Nhưng cũng có một số anh em ở nước ngoài họ thấy vậy thì họ cũng ủng hộ. Tính ra bây giờ nhà chùa chắc cũng thiếu thốn nhiều. Cái địa chỉ của cái chùa này là như nhà cái chùa này nằm trong xã Lộc Hòa. Mới có số không? Ấp Hòa Nam. Ấp Hòa Nam có số điện thoại đồ không Sơn? Có số điện thoại của tư cả là
0822 651 850. Số sư cũng có. Tại vì mình biết là sư đi quyên góp cũng nhiều năm rồi. Dạ đúng rồi. À, sư đi là đi nhiều khi đi, sư nói là thư đi cả tháng thì thư mới có về hả? Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì gặp mình bây giờ hôm nay thì nhân dịp này mình cũng xuống đây để mình chia sẻ cho bà con và mạnh thường quân và một số Phật tử gần xa để biết về ngôi chùa Tà Đớt này, để mà đang trong quá trình xây dựng chánh điện á sư. Rồi bây giờ được xây được đó. Đây bên kia là bên chánh điện. À, chánh điện cũng mới được 3 năm đấy. 3 năm mấy? Cái này cũng mình thấy cũng được 40% hả sư? Dạ đúng rồi. Đó thì bây giờ trên ở phía trên thì thấy cũng sơn đồ nè. À, quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các Phật tử gần xa thì mình thấy thì ngôi chùa Tà Đớt thì mình thấy hiện bây giờ cũng đạt có 40%, nhưng mà mình nhìn xung quanh á thì ngôi chùa này thì chẳng có gì hết trơn các cô chú anh chị, chỉ có những cái sala cũng rất là cũ rồi. Đây thì bây giờ mình cũng gửi đến cô chú anh chị xem Mạnh Thường Quân gần xa thì mình có thể liên hệ trực tiếp với bổn chùa luôn nha, để qua số điện thoại của sư cả. À, nãy sư cả là số điện thoại số mấy sư ra đọc lại thêm một lần để 0822 651 850 rồi sư đó là sư cả. Còn sư thì sư phó thì sư phó là số của sư là 0869 75390 số điện thoại của sư phó đang nói của sư phó. Đây là số điện thoại của sư phó ở đây. Sư tên gì sư? Thạch Hồng Hà. Còn sư cả? Kim Xua. Vậy là sư cả hiện bây giờ đang đi gãy bông chưa có về hả thầy? Rồi thôi mình cũng chúc cho bổn chùa mình mau được ra hoàn thành cái chánh điện này để mau có khánh thành và sao là và kết giới sa mây đó. Nha. Ý định của sư cả ông cũng có nói với Phật tử, nếu mà Phật tử từ xa gần ủng hộ được nhiều thì có thể 3 năm nữa xong thì làm lễ khánh thành Sima luôn. Khoảng 3 năm nữa hả thầy? À, nếu mà có tiền á. Nếu có tiền hiện bây giờ là 2023 có 26. Có tiền nếu mà Phật tử xa gần nước. Nếu nhanh thì 26 đúng không? Dạ. Rồi. Sợ không có tiền thôi tại rồi. Nói chung không mình cũng gắng cho bữa nay mình đến đây hiệu Phật giờ cũng độ cho mình càng sớm càng tốt hả sư. Rồi mình cũng chúc cho sư vui khỏe vui vẻ sức khỏe tràn đầy nha. Rồi. Sư cũng chúc sau cùng sư cảm ơn đến hai anh đã lại chùa. Các anh dòm thấy chùa mình cũng biết rồi. Cái nào nó cũng cũ hết. Bây giờ chánh điện đang cất rồi một lớp nữa thì xin cảm ơn và hoan hỷ các Phật tử từ xa gần ngoài nước hoặc là trong nước. Nếu mà có ủng hộ phần phước đến chùa Tà Đớt nằm trong xã Hòa Nam, ấp Hòa Nam, xã Lộc Hòa, tại xã Vĩnh Châu, hay là nếu mà cúng góp hoặc là xây dựng gì nọ kia trực tiếp hoặc là điện liên hệ với sư cả là số điện thoại 0822 651 850 hoặc là điện liên hệ với sư cũng được là 0869 775 390. Rồi cảm ơn sư rất nhiều nha. Chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ, dễ đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích, hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ người cùng xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin tạm biệt.